Chào các bạn. Mở đầu vlog ngày hôm nay, mình sẽ nói cho các bạn biết làm sao để gây ấn tượng với gái vào ngày đầu tiên hẹn nàng uống nước mà chi phí lại ít tốn kém nhất. Đầu tiên bạn phải trải chuốt đánh răng các thứ đi. Chứ mồm thằng nào đã hôi lại còn ăn hành tỏi thì thôi thôi, em nó hát bài chúng ta không thuộc về nhau ngay. Chuẩn bị tiền nong, chứng minh thư nếu cần và một bịch muối đúc cúp dê. Cái này nói sau. Sau màn chào hỏi với nàng và đón đưa nàng đến nơi, phải dùng tay mình mở cửa chứ đừng để nàng mở. Kéo ghế cho nàng ngồi. Kéo ra thì phải đẩy lại nhé. Đéo đẩy nó ngã chỗ nít nó thử cho sấp mặt lồn đấy. Còn ghế mà to quá thì đừng cố. Sức thì yếu 45 cân đòi bê cái ghế sofa 5 người ngồi thì lúc bạn hì hục bê nó ngồi mẹ với thằng khác rồi. Tiếp đến gọi đồ uống, hãy đưa menu ra và bảo em chọn. Và nói em chọn gì cứ bảo anh, hãy để anh gọi cho. Sau khi em nó chọn rồi, mình cũng chọn rồi, hãy gọi nhân viên lại. Em ơi cho anh hai cốc nước lọc trước đi. Đừng gọi mấy cái kia vội, rồi nói chuyện một cách bình thường, bàn về những người xung quanh nàng, rồi đề cập đến nàng chứ đừng hỏi trực tiếp. Em thế nào, ra sao? Đôi lúc phải liên hệ bản thân nữa. Nếu quán đó có phần hát hãy lên tặng nàng một bài. Ví dụ như đập vỡ cây đàn hay gì tin hơn là em không quay về vân vân. Nếu bạn biết rằng mình hát không hay như con vịt kêu cặc 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 thì đừng cố. Nếu nàng chê buổi hẹn bị nhạt, đến lúc dùng món bảo bối trong cốp xe rồi. Nào giờ em muốn sao, em thích mặt thế nào? Kiểu đèo gì nàng cũng cười cho coi, hi hi. Và bạn đã có ấn tượng với nàng rồi đó. Buổi hẹn kết thúc, chúc các bạn thành công. Nhớ like và share để chị có thêm động lực làm vlog nhé. Thank you.